chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với Tiến Đích Shop. Thì như mọi người đã có thể thấy trên bàn, ở đây chúng ta đã có phiên bản mới của Fika và Refine. Nếu các bạn đã biết rồi thì đây sẽ là hai sản phẩm sắp tóc của Huy Quốc đến từ Paradox Grooming. Và tất nhiên với phiên bản trước thì chúng ta sẽ có phiên bản tròn này, chúng ta sẽ có dung tích là 100ml. Nhưng đối với phiên bản hiện tại thì như các bạn thấy, chúng ta sẽ một cái thiết kế nhìn nó đẹp đẽ hơn, nhìn nó vuông vắn hơn, và cá nhân mình thích cái thiết kế hơn. Mặc dù là chúng ta sẽ bị giảm dung tích, đúng rồi, với việc giảm dung tích thì mình, cá nhân mình cũng không thoải mái nhiều lắm. Nhưng mà để mà nói cho cùng suy đi tính lại thì với một sản phẩm 60ml thì cá nhân mình lại cảm thấy hài lòng và muốn sử dụng hơn. Bởi tại sao? Với sản phẩm 100ml thì cá nhân mình lại cảm thấy hơi ngán và hơi ngấy khi mình dùng đến khoảng tầm 40ml và mình đã muốn đổi rồi. Tức là khi mà chúng ta dùng khoảng 40ml của sản phẩm ấy, chúng ta đầu có tình trạng ngán, ngấy và hơi chán sản phẩm một chút xíu, và để chúng ta đổi gió với một sản phẩm khác thì chúng ta vẫn còn hơn một nửa lọ sáp nữa, thì rất khó để mà chúng ta có thể đổi được một lọ sáp. Nhưng mà đối với phiên bản hiện tại là một phiên bản 60ml thì đối với cái dung tích này mình đánh giá là một dung tích nó vừa phải và mình rất là thích cái dung tích này. Bên cạnh đó thì như bạn thấy chúng ta đã được thay đổi hoàn toàn về mặt thiết kế. Chúng ta sẽ có hai thiết kế hình vuông được bó cạnh, cảm giác cầm nắm khá là chắc chắn. Về cái chất nhựa của vỏ hộp thì mình cũng phải nói thật với các bạn, đây cũng là một cái chất nhựa vỏ hộp cảm giác nó khá là cơ bản thôi, chứ nó không phải là một cái chất lượng vỏ hộp nhựa như các bạn nhìn vào nó sần, nó nhám, cảm giác cầm nó chắc tay không. Cái này nó thiếu đi cảm giác chắc tay, nhưng mà đối với một sản phẩm Việt Nam thì cũng phải nói thật với các bạn là với độ hoàn thiện như này đã quá là kinh khủng rồi. Còn đây là khi chúng ta mở nắp ra, cái chất sáp phiên bản hiện tại chúng ta sẽ có một cái nắp để chúng ta có thể bảo vệ được cái chất sáp, nó giúp cho sản phẩm sáp của chúng ta được kín như bưng và nó sẽ không bị cái tình trạng mất nước. Với sản phẩm trên tay mình đây đang là con Fika. Về bản chất mùi hương thì nó vẫn thế, nó vẫn có một cái tông mùi da, tông mùi gỗ, thì về cơ bản vẫn là những cái mùi hương như vậy thôi. Để mình sẽ con Refine nào xem nó có khác biệt gì không. Thật ra thì mình nghĩ về cái chất lượng nó không khác biệt quá nhiều đâu. Refine cũng vậy, Refine cũng sẽ đem lại cho chúng ta một cái phần tông mùi da, tông mùi gỗ nó khá là dễ nhận ra. Bên cạnh đó thì cái tông mùi ấm cũng sẽ là một trong những cái tông mùi khá là chủ đạo ở trong cái sản phẩm này. Và tất nhiên rồi, đối với hai sản phẩm này cũng như hai phiên bản này thì các bạn hoàn toàn có thể tìm mua và sở hữu tại Tiến Đích Shop. Để mà nói sơ qua về công dụng của hai sản phẩm này thì mình đã có clip review khá là kỹ rồi. Nếu các bạn là một người có một mái tóc dày, cần độ giữ nếp cao, cần độ ổn định tốt và khả năng duy trì bám dính theo thời gian thì các bạn hoàn toàn có thể lấy Fika. Đây là một trong những dòng sản phẩm tạo cái sự thoải mái cho mái tóc rất là tốt. Đặc biệt các bạn phải nhớ lưu ý hộ mình, đó chính là đồng ý với cái việc là độ giữ nếp tốt này, khả năng kết dính khá là tốt này, khả năng duy trì dính theo thời gian rất là ổn này, nhưng nó bị một cái vấn đề đó chính là nó không có khả năng khô. Đây là một trong những sản phẩm dành cho bạn nào mà chúng ta thích cái cảm giác duy trì độ kết dính cho mái tóc, hoặc là những form tóc cần độ giữ nếp cao như kiểu là creep, modern creep, short creep hoặc là pompadour thì chúng ta cũng đều có thể sử dụng sản phẩm này. Nhưng mà nhớ nhá, nó không có khả năng khô. Lúc nào các bạn sờ lên tóc cũng có cái cảm giác nó hơi nhám nhám, hơi dính dính vậy. Thì tất nhiên không phải là ai cũng thích cái cảm giác này, cho các bạn nhớ khi mà chúng ta lựa chọn sản phẩm hãy nhớ cân đối điều này nha. Còn bây giờ thì mình sẽ sử dụng Refine lên mái tóc để các bạn có thể thấy được hiệu quả của sản phẩm này nhá. Về cơ bản thì cái tông mùi của Refine thì nó không thay đổi quá nhiều, nó vẫn là một cái tông mùi da, nó khá là ấm, chất sáp vẫn rất là cream, rất là mịn, rất là dẻo. Nó đem lại cho chúng ta một cảm giác apply và cảm giác khi mà chúng ta break down ấy và chúng ta vuốt sản phẩm lên mái tóc ấy, nó đem lại cho chúng ta cái cảm giác về độ giữ nếp khá là ổn. Còn bây giờ thì mình sẽ vuốt thử sản phẩm lên mái tóc nhá. Thì như các bạn thấy đây chính là hiệu quả của Refine trên mái tóc của mình, và phải nói thật với các bạn mình thích Refine hơn rất nhiều so với Fika. Không có cái độ kết dính quá cao như Fika, không có cảm giác về độ giữ nếp quá cao như Fika, nhưng mà khi sử dụng sản phẩm lên mái tóc ấy, mình cảm nhận được cái sự thoải mái, cái sự nhẹ nhàng và mình thích cái sản phẩm này hơn. Cá nhân của mình nói lên cho mình cái điều vậy. Mình rất là dễ có thể điều khiển cái mái tóc của mình. Đồng ý với cái việc là mái tóc của chúng ta vẫn sẽ có cái độ nhám nhám, vẫn sẽ có cái độ dính dính đó, nhưng mà cái độ dính đó ở trên mái tóc chúng ta sẽ không quá cao đâu. Nó cho chúng ta một cái khả năng tạo kiểu nó flexible, nó linh hoạt và mình rất là thích điều này. Các bạn cũng sẽ rất dễ tạo kiểu lại sau khi đội mũ bảo hiểm với sản phẩm này. Và như mình đã nói, với sản phẩm này chúng ta sẽ rất dễ để có thể được coi là một sản phẩm chơi tóc, nó thoải mái, nó nhẹ nhàng, nó keep cái độ phồng của chúng ta tốt, nó giữ được cho chúng ta cái sự tự nhiên ở trong mái tóc, hơi một chút bóng nhẹ ở trên mái tóc để mái tóc của chúng ta có một cái nhìn nó khỏe khoắn hơn, và mình cũng rất là mê điều này. Bên cạnh đó nữa thì như mình cũng nói với các bạn là đây là một dòng sản phẩm có mùi da, cho nên là cái việc mà sản phẩm lên mái tóc của chúng ta nó có cái lớp mùi đầu nó hơi ngái ngái một chút xíu thì các bạn hãy cứ bỏ qua cái vấn đề đó đi. Sau khoảng tầm từ 3 đến 5 phút thì cái tông mùi đó sẽ hoàn toàn biến mất, và thay vào đó chúng ta sẽ có một cái tông mùi hoa, nó sẽ khá là ngọt và khá là dịu, và nó sẽ cho chúng ta một cái cảm giác vô cùng thoải mái thôi. Còn về chất lượng, độ hoàn thiện và về cảm giác lên mái tóc thì thật sự đối với thị trường sáp vuốt tóc Việt Nam thì mình cũng đánh giá rất cao đồ của Paradox rồi. Và nếu các bạn đang cần bọn mình review kỹ hơn về hai dòng sản phẩm mình đang có ở đây thì các bạn có thể hoàn toàn ghé qua fanpage của Tiến Đích Shop để chúng tôi có thể được trực tiếp hỗ trợ, cũng như là hỗ trợ các bạn về các dòng sản phẩm tạo kiểu của Paradox bọn mình đang có nói riêng, và rất nhiều các dòng sản phẩm tạo kiểu dành cho nam giới khác nói chung. Và tất nhiên rồi, nếu các bạn đang cần bọn mình review hoặc phân biệt bất kể sản phẩm gì thì hãy nhớ để lại dưới phần comment nhá.